một trong những cái nguyên nhân mà làm cho cái gan như mỡ hay là cả máu như mỡ luôn nha, cả hai cái nhóm đấy, đó là gì? Đó là cái việc mà cái nước ngọt kể cả cái nước ép hoa quả, những cái quả ngọt đấy, đường fructose nó vẫn có làm tăng cái nguy cơ đấy, chứ không phải chỉ có mỗi đường glucose. Nên là nếu như ăn hoa quả là rất là tốt, ví dụ như là mấy hôm nay bác sĩ Ngọc có đăng một cái bài về cái quả nhãn, và mọi người sẽ đặt ra câu hỏi, rất là nhiều người chúng ta đang đặt ra câu hỏi là quả nhãn nó ngọt, thì khi mà chúng ta ăn vào thì nó có làm tăng cái nguy cơ bị béo và bị cái tăng cholesterol hay không? Tức là nó vẫn có nguy cơ, nhưng mà với cái điều kiện là chúng ta ăn rất là nhiều. Còn khi mà chúng ta ăn ít, ăn bình thường thì nó chả ảnh hưởng gì cả. Bởi vì cái trong cái nhãn ấy thì nó có rất là nhiều cái chất xơ ở trong đấy. Cái thứ hai nữa là cái lượng calo ấy, cái calo cái quan trọng chúng ta sẽ phải thêm một cái chỉ số nữa là cái calo trong đấy thì nó cũng sẽ là thấp. Thì đấy chính là cái điều mà nó làm cho chúng ta giảm được cái nguy cơ. Tất cả những cái nước ngọt, đồ uống ngọt, đồ ngọt, kể cả nước hoa quả ngọt thì chúng ta nên hạn chế. Đấy là cái đầu tiên mà chúng ta cần lưu ý dành cho cả gan nhiễm mỡ và cả về cái rối loạn về cholesterol. Đấy là cái mà chúng ta có thể là chúng ta áp dụng được luôn. Cái thứ hai nữa là nếu như mà chúng ta ăn cái nhóm về tinh bột thì một trong những cái nữa là cái việc mà thừa cân và béo phì. Thừa cân và béo phì thì khi mà chúng ta thừa cân thì nó chính là từ cái dư calo nó sẽ dẫn đến thừa cân. Và từ cái thừa cân nhé thì bắt đầu sẽ là cái mô mỡ nó sẽ bao bọc với các cơ quan chúng ta, nên là mọi người mới có cái câu là mỡ nội tạng, đúng không nhỉ? Trong bụng của chúng ta này, trong các nội tạng chúng ta có rất là nhiều mỡ và nó bao bọc với các cơ quan của chúng ta. Và cái việc mà cái mỡ nó bao bọc như thế thì nó bắt đầu nó sẽ có những cái enzyme mà từ cái mỡ đấy nó sẽ tiết ra. Và chính những cái enzyme đấy bắt đầu nó dẫn đến tình trạng rối loạn về cái hoạt động của các cơ quan trong cơ thể của chúng ta. Tức là mọi người sẽ để ý là những người mà béo phì thì nó dẫn đến tình trạng là rối loạn về cái việc mà tổng hợp đường của cái insulin của chúng ta, như là cái đề kháng của insulin. Rồi khi mà chúng ta béo phì nó cũng sẽ dẫn đến tình trạng rối loạn tổng hợp ở gan. Nên là một người mà có thừa cân và béo phì thì nó cũng sẽ dẫn đến tình trạng là tăng cái cholesterol ở trong máu, và nó dẫn đến tình trạng là gan nhiễm mỡ. Nên là đây, những cái này là những cái mà chúng ta sẽ làm chung, là chúng ta sẽ giảm cân. Khi mà mọi người mà giảm cân được thì cả hai cái bệnh đấy nó sẽ là giảm, không phải hai đâu, nó còn rất là nhiều bệnh. Giảm được cân là giảm được cực kỳ nhiều các bệnh khác nhau đấy. Chúng ta tiếp tục nữa là gì? Đó là đối với cái việc mà gan nhiễm mỡ thì nó còn một cái nguyên nhân nữa mà nó làm tăng cái nguy cơ, đó là gì? Cái việc uống rượu. Nên là người ta mới có một cái bệnh lý nó gọi là gan nhiễm mỡ do rượu. Nên là những người mà chúng ta có gan nhiễm mỡ thì chúng ta nên tránh rượu đấy. Hạn chế, hoặc là chúng ta mỗi ngày chúng ta uống một đơn vị cồn thôi, ít hơn một đơn vị cồn. Một đơn vị cồn đây nó tương đương với một ly rượu vang, một lon bia, hoặc là một chén rượu mắt trâu ấy. Thì là ok, là mỗi ngày chúng ta uống như thế là ok. Khi mà chúng ta uống nhiều quá thì nó dẫn đến cái việc mà gan nó bắt buộc nó sẽ phải đào thải cái độc tố chính là cái alcohol của cái rượu. Và khi mà đào thải quá nhiều dẫn đến tình trạng rối loạn, và nó làm cho cái quá trình mà rối loạn tổng hợp, nó làm tăng cái gan nhiễm mỡ. Đối với mỡ máu thì nó sẽ còn nhiều cái vấn đề khác nữa liên quan đến ăn uống ở cái mỡ máu của chúng ta. Thực ra là mỡ máu thì bác sĩ Ngọc cũng đã nói khá là nhiều ở những cái nội dung trước rồi. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ phân tích để chúng ta sẽ hiểu ở hai cái bệnh này nó có cái sự tương đồng nào không, và thường là cái việc mà liên quan đến cái chế độ ăn, thừa cân, béo phì, và một cái nữa là những cái bệnh lý liên quan đến cái tiểu đường. Nó cũng là một cái nguyên nhân gây ra cái đề kháng của insulin, và từ cái đề kháng insulin nó dẫn đến tình trạng là thừa cân béo phì, nó dẫn đến tình trạng là gan nhiễm mỡ. Nên là những cái thức ăn, những cái đồ ăn chúng ta, thứ nhất là chúng ta hạn chế những cái mà nước ngọt, đồ ngọt. Cái tiếp theo nữa là gì? Đó là những cái thực phẩm của nhóm tinh bột của chúng ta ấy, thì chúng ta cũng nên hạn chế những cái nhóm mà tinh bột mà có chỉ số GI cao thì chúng ta cũng nên hạn chế. Chúc mừng các bạn đã xem hết video của Dr. Ngọc ngày hôm nay. Để tránh bỏ lỡ các video tiếp theo của Dr. Ngọc, các bạn có thể đăng ký kênh Dr. Ngọc vào hình tròn chính giữa. Các bạn cũng có thể là xem các video của Dr. Ngọc ở phía bên trái cũng như là các video ở phía bên phải. Hẹn gặp lại các bạn.